3 2 4 4 nước mắm. Tại vì 4 nước mắm. Thua hoài vậy. Gì vậy? Gì vậy? Đã gặp cái đứa không biết ăn. Con mắm hoài. Ở đời chỉ con mắm hoài. Bún hoài. Thì bây giờ người ta có nước. Thì nói bát bún nước tương. Đó là phải đặc sản. Không phải anh. Đặc sản ở đâu? Bún tương đặc sản ở đâu? Rồi. Nguyễn. Ba. Nguyễn. Ba. Hai. Nguyễn Trường Sinh. Hết Nguyễn Trường Sinh. Chết. Chết. Xin. Ta ti. Xin. Ta ti. Xin. Em đã nói hồi nãy là Nhật Kim Anh, Nhật Tinh Anh đồ. Ngày nay đội này thua và thua tan nát luôn. Thua tan nát. Thua mệt mỏi luôn á. Thua mà nó nặng gắn luôn á. Em hiểu được cái cảm giác mà người ngồi trên vai mình là như thế nào luôn. Thưa quý vị, đây là trò chơi tiếp theo của 7 nụ cười. Bây giờ chúng ta sẽ chơi trò chơi dù bột. Ở lượt này chúng ta chơi liệt kê 3 chữ. Yes. Nhớ rồi. Spaghetti. À. Em á là người mới nên hãy chơi sau. Ok. Các anh chị chơi trước để mình hiểu. Ok. Và ở lượt này chúng ta không chơi là đội nào nhường trước nhường sau gì cả. Ai đi trước thì đi. Và nếu mình không trả lời được thì đội kia bắt buộc phải trả lời được thì mới thắng. Ok. Còn nếu đội kia không trả lời được thì cả hai đội đều bị phạt. Dạ. Rồi. Vậy đi, bắt buộc phải trả lời phải không? Luân ơi, em lại anh. Sao vậy? Nhìn thôi. Ok. Giờ đừng hỏi gì nữa nha. Ok. Đội mình hai người đầu tiên chắc chắn là Trương Thúy Bình và Ninh Duy Lộc. Mình okay. Là Tiến Luật và Thiết Ngân. Ủa à. gì vậy? Từ bao giờ tụi em bận áo mưa vậy? Áo mưa. Ủa là có bận không? Để biết cái dột luôn. Hè. Vậy anh mặc gì vậy? Vậy thôi ba đứa em mặc mình anh đừng mặc. Ủa vậy là tôi ngu. Ba cái tiền. Ba mà cứ ba hoài không biết món gì hết chứ. Ba đó, ba. Món ăn nước ngoài có ba âm tiết. Ba. Ba. Ba ra. Ba ra. Ba ra cái gì? Spaghetti, spaghetti. 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 Trời em ơi. Nghe ba là em nghĩ là ba rội chiên. Ba rội chiên. Ủa anh cũng mở nhà hàng mà phải không? Nhưng mà anh không có món spaghetti. Anh mở anh ra đó cũng phải có chữ xì chứ. Ê, tôi nghe chữ ba tôi nghĩ ủa món gì. Quên mà mấy cái câu tiếng nước ngoài bạn bớt lại. Ba ghét tiền. Rồi. Chữa mà không biết ai cũng biết không. Ba. Ba đó. Quán tôi xì. Quán tôi xì. Trời anh luật xì. Vô đây. Một. Come on baby. Hai. Ba. Thắng. Đi trước hay sau? Em đi sau. Đi sau. Mình có được nhắc cho đội mình không anh? Được nhắc thoải mái. Nhắc là bị phạt á. Nhắc cho đội mình mà. Không bị á. Trời còn ráng nói đội mình mà nữa. Nhắc là đi luôn á. À ok ok. Câu đầu tiên thuộc về Ninh Duy Lan Ngọc và Trương Thúy Bình. Bên kia mà. Chị đi trước. À mình nhường. Nhường. Cái này là phối hợp nha. Tôi không nhận. Đó vậy. Phối hợp nha. Biết khoan từ từ. Biết phối hợp không? Biết phối hợp. Ba. Đi. Quan trọng là câu hỏi. Nhưng mà anh Giang ơi. Anh Giang. Bên kia có người chưa chơi mà sao mặt tươm tất quá vậy? Bây giờ đó. Chuẩn bị thôi. Vô là nhào nhờ ấy thôi nhờ. Câu đầu tiên. Cái này quá dễ luôn á. Ai cũng đã từng. Những thứ có thể mua trong trung tâm thương mại. Lo quá. Quần. Quần. Và Lip. Tự nhiên quần. Nhỏ này. Anh vô cái đó. Ba. Cho em nó lại. Hai. Quần. Một. Năm. Quần. Năm. Quần. Áo. Lê. Chính xác. Năm. Quần. Áo. Nữ.
chúng tôi nói là những thứ gì có thể mua thì mình đưa ra cái món rõ ràng chi tiết. Ông nữ quần áo nam, chai nước, hoa, mắt, kiến, đèn, lò, vi, sóng, áo, bàn, lỗ, bàn, chải, răng, răng, bàn chải răng là gì? Bàn chải răng là gì? Bàn chải điện, bàn, ôi điện, bàn, bi, da, bàn, bi, da, bi da gì mua trong đó? Chơi, làm bi da được chơi em bé được mà. Lady and gentlemen, chúng tôi đã nói rồi, mình đưa ra cái món là phải cụ thể. Bàn pizza ở đây, người ta vẫn có thể hiểu được là bàn pizza không phải của em bé. Đúng, đúng không? Ủa, nhưng đúng. Mà người ta vẫn có hiểu được bàn pizza đó là của em bé. Năm, mắt, ra, chơi. Được rồi, chơi, chơi, chơi. Em không chấp nhận. Sao anh cái gì bị gì? Cái bàn pizza là mình đã sai rồi. Anh, nhưng mà vấn đề anh nói là anh có thể nghĩ được của người lớn thì em cũng có thể nghĩ được của em nhưng bé mà, vậy. Chương trình yêu cầu phải cụ thể, không có trốn. Chưa trốn. Cái cuối của anh là bị gì mà thua? Ấy là bên mình là bị thua ngay bàn pizza rồi. Thì là phải chốt. À bên kia nói được thêm cái nữa là bên này thua bị. Rồi ok. Rồi bây giờ nó mới hiểu đó. Rồi. Lần giờ hiểu chưa? Hiểu. Trời ơi. Lượt đầu tiên đội mình thắng. Chứ gì nữa? Quả tôi xì. 1, 2, 3. Mời bên kia đi trước. Những món ăn đặc sản địa phương. Biết rồi đó. Bún, chả, cá, hủ, tiếu, gõ, bún, bún nước, lèo. Chính xác. Bún, thịt, thịt, nước, đốt. Bún, năm, một, bún, năm, một, nước, thịt, nước mắm, nước mắm, thịt, năm. Bún nước mắm, khoan, bún nước mắm đặc sản ở đâu? Bún, năm, bún nước tương, bún, năm, bò, huy, bún, bún nước mắm. Tự nhiên bún nước mắm. Thua hoài vậy? Gì vậy? Gì vậy? Đã gặp cái đứa không có biết ăn. Còn món hoài. Ở đời chỉ còn món hoài. Thì bây giờ mình ăn nó nước. Thì nói bún nước tương. Đó là phải đặc sản. Không phải anh. Đặc sản ở đâu? Bún tương đặc sản ở đâu? Rồi. Tôi thắng 2 câu rồi, tôi thắng rồi. Không có thắng 5 câu lận. Quánh tù si. Ngân. Quánh tù si. Thua. Thắng. Mời. Mời. Cũng như không. Khó. Chết rồi. Có khó khăn gì thì tôi đã có bạn bè. Ngân đừng có cười, coi Ngân. Cười là mất 2 giây rồi. Nếu không làm nghề chị Hai, bạn sẽ làm công việc gì? Chạy. Khó. Gì? Chạy. Ôm. Hết giờ. Lâu quá. Anh Vinh kìa. Bà Diễn. Viên. Xiết. Tiếp. Ủa lộn. Nhân. Hết giờ. Nhân gì? Nam. Nhân gì? Vận. Đạo. Viên. Chính xác. Bên đội em cứ cười hoài à. Không biết sao cứ cười hoài à. Em nói tiếp. Tiếp viên hàng không 4 chữ lần. Đúng rồi. Sau 3 lượt đội mình thắng 2. Bây giờ là lượt thứ 4. Quá tôi xin. Em ha. 1, 2, 3. 2, 3. Bao. Tôi cái bao tôi rõ ràng. Không thấy gì hết. Không đừng có xạo. Ai thắng? Tôi em, thắng. Em. Quyết định. Nhường. Nhường. Tên rapper hoặc ca sĩ Việt Nam. Hiếu. Thứ. Hai. Hồ. Quang. Hiếu. Tua. Lê. Vơ. Năm. Bốn. Nguyễn. Ba. Nguyễn. Ba. Hai. Nguyễn Trường Sinh. Hết. Nguyễn Trường Sinh. Chết. Chết. Xin. Ta ti. Xin. Ta ti. Xin. Em đã nói hồi nãy là Nhật Kim Anh, Nhật Tinh Anh đồ. Lượt đi rồi, đợi mình. Với đội mình Huệ và tỷ số hiện tại là vẫn là 2-1. Dạ. Bây giờ là lượt cuối cùng để cân bằng. Chính hoặc là xác. Thua luôn. Chính xác. Rồi hay quá. Quá tôi xì 2-3. Thắng. Thắng nhưng mà em vẫn muốn chơi đội bạn một cái. Không chơi được cái thì em chơi ngưng.
Bây giờ em có nhường không hay sao? Nhường. Em nhường. Rồi. Nhường quá. Bạn sẽ nói gì khi hờn dỗi người yêu? Nhường mà. Trời. 4. Tôi. 2. Ghét. Em. 5. Mệt. 4. Quá. Đi. 5. Mệt. 4. Mỏi. Quá. Giận. Giận. Hơn. 3. Quá. Cầm đi chắc. 5. Đi. Về. Đi. Yeah. Giận hơn hoài. Giận hơn hoài chứ giận hơn quá. Anh Vinh chưa bao giờ giận hơn. Ngọt nghếch. Ủa giận hơn quá sao không? Có khi nào hai đứa cãi nhau. Thôi giận hơn quá. Giận hơn hoài. Hai đứa đang giận nhau. Trời ơi, giận hờn quá. Mà em ở bên này em cũng đã nhắc hoài. Ảnh nghe ra quá. Như vậy lượt đầu tiên. Lượt đầu tiên, Tiến Luật, Tiến Ngân, Tiến Thanh. Nè. Anh Vince, dạo này anh bị gì vậy? Thôi thôi, tôi mời anh chơi tiếp. Nghỉ ngơi đi cưng. Đợi anh. Anh tìm khách chưa? Quá được gì? Một. Chưa. Ba. Chưa. Một. Hai. Ba. Một. Hai. Kéo. Thắng. Kéo luôn. Quyết định. Nhường. Nhường. Những thứ có thể làm cùng người yêu. Năm. Đi. Đi. Coi. Phim. Đi. Coi. Kịch. Xem. Đi. Vi. Năm. Đi. Bốn. Xem. Nhạc. Nhắc kìa. Đi. Bốn. Ngắm. Trăng. Không, không có. Không có. Đi dạo xong rồi chở lên được mà. Đi ngắm trăng được mà. Em có đi ngắm trăng. Có đi ngắm trăng. Em đồng ý. Em đồng ý có đi ngắm trăng. Năm. Đi. Du. Lịch. Năm. Đi. Tắm. Bốn. Suối. Tắm. Suối. Suối. Ai cơ? Không có suối nữa. Thôi kỳ. Có gì đâu mắc cười đâu. Anh ơi. Xin đi. Anh Vinh dạo này ngốc nghếch lắm. Đi tắm suối. Cũng được đi. Năm. Đi. Bốn. Tắm. Hơi. Đúng rồi. Đi. Đi. Đi nữa. Nấu. Cơm. Nấu. Cơm. Thôi tạt đi, không minh được. Tạt cho bé. Không được ta. Không, đi nấu cơm được. Đi nấu cơm từ thiện như ta. Ủa? Đi nấu ăn, đi nấu cơm. Năm. Đi. Mát. Xa. Sao đi hoài vậy? Chơi. Thế. Thao. Rồi. Đi đâu đi? Đi. Mua. Sắm. Chơi. Đá. Cầu. Thế nào mà chơi đá cầu gì nữa? Thao đúng, vận động viên thôi. Hai vận động viên đá cầu yêu nhau, người ta có thể đi chơi với nhau. Nào. Chơi. Bóng. Rổ. Ờ. Đánh. Bi. Da. Bi. Da. Đánh cầu lông. Sao ủa quá. Đâu có sai đâu. Ôi nhiều môn quá. Làm sao mà kêu đánh bi da? Em anh với em bị phục bi da không chứ làm. Không được, bình thường. Đánh bi da bình thường. Được. Năm. Đánh. Cầu. Lông. Đi. Bơi. Lội. Đi bơi lội. Môn là môn bơi lội chứ đi bơi lội. Nãy giờ tha thứ gì quá rồi. Không phải, bây giờ mà anh bơi cái anh đầu túi bơi lội. Anh đầu túi bơi lội đó. Anh muốn là anh lội. Quan sĩ đội của em nhắc vô tri. Nó là đi gọi đầu. Ủa có chứ, hai đi người yêu đẹp, nhau rủ đi, gọi đầu. Đi làm đẹp mới hợp lý hơn. Đi gọi đầu. Đi làm đẹp. Anh Vince, tôi yêu cầu anh không thoáng lên. Không thoáng mà anh thoáng tới đâu luôn mọi người. Đi tắm suối. Để em lau cho anh sáng mắt ra. Nhắm răng rồi đi tắm suối, đi nấu cơm. Em mà người yêu em rủ em kiểu đó em chia tay á. Vô. Một. Hai. Ba. Thắng. Mời. Giận. Những thứ có thể thấy trong rừng. Trong đâu anh? Trong đâu anh? Trong rừng. Trời, trong rừng mà tôi nghe nói trong vườn. Trong rừng. Con. Cọp. Cái. Cọp. Này. Tơ. Con. Sư. Tử. Con. Rắn. Độc. Anh con đi, em nhiều con lắm. Con. Đại. Bàn. Thời. Ủa sao con. Bốn. Đi nữa. Ba. 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 Sao gì vậy?
Anh Vịnh á, anh đã bốn đồng vô giùm. Anh con đi, em nhiều con lắm. Con đại bàn thôi. Anh Vịnh nó lỡ dở Vịnh mạnh cái tự thấy. Con gì? Con dế mèn. Dế mèn rồi. Ủa trong rừng có con dế mèn hả? Có sao không có. Dế mèn phu lưu ký đó anh. Anh cứ đi, anh chú đi. Bộn. Chú tiêu phu đó vào rừng đốt củi. Con heo rừng. Anh con đi. Con chim trĩ đó thiếu gì. Sư tử. Ê tử rồi. Rồi mình con bộn mèo bộn rừng đốt. Trời ơi sao bánh này hoài vậy? Sao bánh này hoài vậy? Đâu đặt đâu? Đặt ở đây mà. Tôi đổ tôi hoài à. Đặt sao ở đây mà. Đặt ở đây mà. Không có hai bạn này nghe lộn cái âm thanh bên đây mà đứng bên đây. Rồi mình thắng hai lượt rồi. Đúng rồi. Trả lại đi anh Lực. Quả tôi xì. Từ từ nha cho em lắc một đầu anh em đã. Quả tôi xì, quả tôi xì. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rồi. Rip. Thắng thì sao? Mời. Nhận liền. Câu này chúng ta sẽ đố về tên. Và tên này chúng ta có thể dùng tiếng Anh hoặc tiếng Việt. Miễn sao có 3 âm tiết là được. Tên quốc gia có 3 âm tiết. Bung. Bung. Gà. Ri. Tây. Du. Ký. Ký. Tây Ban Nha, tự nhiên cái Tây Du. Tây Du. Chưa, rồi vô. Tây Du Ký. Tây Du Ký. Ông ngon nước là nước Tây Du Ký. Tây Du Ký. Tây Du Ký. Tây Du à. Đi thỉnh kinh đi. Tây Du Ký. Mà anh còn ký nữa. Mất ghê luôn á. Đã Tây là Tây Ban Nha chứ còn Tây Du Ký. Không biết nói lời nào. Không biết nói lời nào. Ông trời không cho ai tất cả. Thôi lại đi. Ủa, lại đi. Lượng người sang vô. Tây Du Ký. Lượng ơi Lượng. Nói nghe nè. Ví dụ như tai mình mà có lãng lãng. Nó lây. Nó lây. Mở ra một xíu. Nó lây. Nó lây. Lây lẹ lắm. Chuyện thứ mình. 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 Hai ông này bị gì á. Chuyện thứ mình. Chuyện thứ mình. Chuyện thứ mình. Chơi 5 lượt mà mình thua 3 lượt rồi nha. Được rồi chưa? Đúng rồi, xin chào anh. 1, 2, 3. Thắng. Nhường. Rồi, những lý do đi trễ. Ngủ dậy trễ. Bể. Bể quá dễ. Bể. Nằm. Đồng. Hồ. Không, không. Bể bánh xe. Bể bánh xe vậy trời ơi. Không chính xác. Bánh bình. Bị. Đâu. Bốn. Bể bánh xe thì bể đồng hồ. Bể đồng hồ. Ê, lây lại. Bể của anh Lực. Không nhận. Bả đồng hồ đó. À, bể. Bể đồng hồ. Ý anh Lực là bể đồng hồ rồi, không có đồng hồ báo thức nên đi trễ. Kỳ vậy. Thôi, đã thua là không được giải thích. Rồi. Ấy đang thổi tỷ số sao anh? Mình đang thua rồi. Ủa? Mình chơi là chơi vui thôi. Quả tôi xì. 1, 2, 3. À, Nhường. Nhường. Đặt tên cho những bộ phim kinh dị do Tiến Luật đóng chính. Kinh dị nha. Gã. Đầu. Hối. 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 Còn nghe cái kinh dị liền. Con. Gì? Con. Rắn. Độc. Ủa, bộ phim con rắn độc. Quá kinh dị luôn đi. Là con rắn đóng chính. Không phải, một cái người phụ nữ. Nhưng mà anh Luật. Nhưng mà phim Tiến Luật đóng chính mà người phụ nữ độc ác là sao? Hãm hại Tiến Luật. Không, chính xác, không hợp lý. 5. Người. Chồng. Ma. Đúng rồi. Tự nhiên anh thả cái con em không biết con cái gì luôn á. Câu hỏi là những bộ phim kinh dị do Tiến Luật đóng chính. Cái chữ kinh dị nó quy định vào cái từ phim. Đúng, gã đầu hối nghe khủng khiếp lắm. Đúng, tự nhiên cái gì, tự nhiên gì, nãy nói gì. Con, tự nhiên con rắn độc. Ví dụ này bây giờ thoải mái nè. Hả, sao thua nè. Đặt cái tên mà Tiến Luật đóng chính rồi. Kinh dị nè, 2, 3. Hai đứa. Rồi. Kẻ. Một. Mắt. Kẻ một mắt. Chán ha. Sau hai lượt chơi thì đội mình thắng. Chúc mừng anh Giang ơi, anh Giang
Đến vòng thứ ba rồi, anh có thể cho em vào tiếp rước cùng đồng đội là ba người cùng nói luôn được không? Anh nói cho tụi em chơi đồng đội đi anh. Ngon vô. Ba người mỗi người một chữ. Rồi. Ba người không nhìn nhau. Đúng, đừng nhắc nhau. Có nghĩa nữa. Là hai người sẽ quay mặt hai bên, một người ngồi giữa tự đoán. Rồi, vô. 1, 2, 3. Thắng. Trước. Thắng nhường hay không nhường? Không nhường. Trước. Chơi. Khoan. Nhường hay không? Không nhường. Hả? Không. Những món ăn có seafood. Seafood. Bún. Hả? Bún. Bún cá. Bún cá chẹm. Cái gì vậy? Tự nhiên bún cái gì nè, cái lưng bún cá. Ý là em nhắc lại cái từ này là cá, bún cá đó. Quá mệt. Cái đội mình nó rối quá, mình kêu bún cá chẹm luôn. Nó gọc nó ba chữ. Đây. Khó luôn không? Khó đi. Khó luôn không? Khó. Câu lạc bộ bóng đá. Ủa sao có biết? Có ba âm tiết. Ở nước nào cũng được. Thôi. Mai. Được. Dư Vinh. Dư Vinh. Đó. Chẳng. Sai. Gòn. Đó. Liverpool. Đó. Man. Chết. Tờ. Đó. New. New. New chess. Si. New chess. Si. New chess. New chess. New chess đó đúng không? New chess nhưng mà new chess. New. G. New. G. Cái gì vậy? New gì? Newcastle. Ai biết cái đó? Đại. Sao lại New gì? Zealand hả? Tôi tính nói New Zealand nó cũng có câu lạc bộ mà. Nước nào mà không có câu lạc bộ. Nhưng là cái tên của câu lạc bộ. Ai biết đâu, có tôi đá banh đâu. Rồi, biết. Nói chung là hai đội chưa thắng được cái phần chơi ba người. Câu khác nhau là hỏi cái câu này phụ nữ không biết gì đâu. Vậy chơi là cho phụ nữ biết đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà khi thua là phải chụm đầu vô xong rồi kêu đổ mới đổ. Rồi. Nãy giờ tôi thấy tôi có mình tôi à. Tôi nữa nè chị ơi, chị cô bé gần thoát thôi. Bé ơn mày thiệt sự. Quá gì? 1, 2, 3. Mời. Nhận. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Nếu đẻ con trai. Hiểu chưa? À. Tên gì hả? Đẻ con trai. Ừ. Hãy đặt cái tên. 3, 2, 1. Bắt đầu. Trương. Thế. Vinh. Lâm. Con trai mà. Ủa em Lâm bị gì cũng được. Lâm bị Tuấn. Nhắc kìa rồi. Xong quan rồi. Thì ý là thua rồi, em dừng cái là thua. Xong rồi. Bên đây anh đẩy không kịp ha. Xong rồi. Nè, có bên tôi nè. Nguyễn. Tiến. Lừa. Nó dễ quá hả? Ba đứa chụm đầu vô nhau đi. Ba nhưng đứa chụm đầu. Lâm biết Lâm gì đâu. Nhưng mà hả, anh có ổn không anh Vinh? Anh ổn mà. Nếu không mình đổi đầu được không? Ba đứa chụm đầu vô đi rồi tính. Hai đứa kia không giúp gì hết. Đổi đi, đổi cho bé Ngọc ngồi trước đi. Đổi đi. Rồi ngồi trước đi. Đấy, em ngồi cuối vô. Đổi theo kiểu mà tô thôi. Okay. Được. Thôi có cần chơi nữa không? Chơi gỡ lại danh dự đồ đi Ngọc. Sao em nhụt chí thế? Ngày hôm nay đội này thua và thua tan nát luôn. Thua tan nát. Thua mệt mỏi luôn á. Thua mà nó nặng gắn luôn á. Em hiểu được cái cảm giác mà người ngồi trên vai mình là như thế nào luôn. Anh nói gì vậy? Ông bự chứ bố. Quá, quá không biết. Mà xong. Chết rồi. Chết rồi. Khỏi chơi. Thôi khỏi chơi đi. Hả? Khỏi chơi nữa đi. Khỏi chơi hả? Bây giờ em mong em vô đi nè. Rồi. Quán sushi. 1, 2. Thắng. Chỉ cần thắng anh là tôi vui rồi. Rồi vừa hay sao? Rồi. Đặc điểm của người đối phương làm mình yêu say đắm. Ngoại. Hệt. Đẹp. Tính. Tình. Tốt. Vòng. Hai. Nhỏ. Hoàng. 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 Phi. Hoàng cảnh với Hoàng Phi gì? Hoàng Phi Hồng hả? Đặc điểm người Hoàng này. Hoàng. Hoàng gì? Hoàn cảnh tốt. Đặc điểm người đối phương mà mình yêu, Hoàng Phi Hồng. Mà cái đáp án hoàn cảnh tốt không đúng là gia cảnh tốt. Chứ gia cảnh nghe nó mới tích cực, còn hoàn cảnh nghe nó tiêu cực. Hoàn cảnh ai mà nghĩ ra thì cái hoàn cảnh. Từ từ nha, khoan nha. Rồi ba đứa chụm đầu vô nhau.
ba cây chụm lại lên hòn núi cao nè. Bữa nay hết tới tay du ký để hoàng phi không. Đây 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 rồi lên một em ơi, một ký cho anh, một tấn luôn cho anh. Không bên được luôn á trời. Mày mày ông chưa nói lương á, hoàng lương mà tôi. Hoàng lương thiện xong kia là hoàng lương về. Ờ hoàng lương rồi. Về. Hoàng lương về. Này bây giờ coi như là chưa thua này, 2-3. Dạ. Gì? Dạ. Đình. Tốt. Đúng. Vòng. 3. Vòng to. Ừ. Em nói đi anh chơi. Em nói đi chơi. Nói. Đẹp. Cái gì? Cái gì? Đẹp. Trai. Quá. Đẹp trai. Quá đó là cái từ cảm thán. Đẹp trai nhất. Không phải là đặc điểm. Đẹp trai nhất. Cảm thán khi mình nói chuyện thôi. Đẹp trai nhất. Chú em này sao á? Chú em này sao? Em cũng ok mà anh. Máy gì? Máy, máy. Máy. Tóc. Đẹp. Rồi. Mắt. Một mí. Bụng. Sáu. Muối. Tiếp. Lung. Lung. Đồng. Tiền. Ngực. Nở. Nàng. Nàng. Ở đây tôi dùng từ là đối phương là mình mê say đắm. Mê, mê, mê lắm. Đi ra ngoài đường gặp ông kia. Ủa sao vậy? Gặp ông luôn. Cái cơ. Người ta tập cơ. Trời ơi. Trời. Ai mà dễ. Vô 2-3. Ví. Ví. Tiền. Dây. Em Ngọc ơi, em ra cái đề khó quá à. Cái gì vô gì ví? Cái gì ví ai mà răng. Trắng. Làm sứ. Bóc. Bóc. Trắng trắng bóc. Trắng gì? Tự nhiên á, răng trắng gà. Trắng làm sứ. Bà Ngọc á. Cái việc mà để cho hai người kia tiếp tục là mình phải đưa ra cái đoạn mở đầu và đưa đoạn giữa phải là hàm. Răng đẹp á. Răng đẹp. Đúng rồi, nhìn cái răng không biết răng gì luôn. Nụ. Cười. Duyên. Tươi. Duyên trời ơi. Tươi. Ok cái tay em cái này. Ok. Tóc. Anh có tóc. Tóc. Hai. Tiền. Chân. Dài. Thon. Thon. Em đẩy mấy cái văn đầu nè, em đổi chỗ đi. Ok. Rồi, okay. Rồi, rồi, rồi. Giờ anh ra cái đề gì đi. Okay, đổi chỗ đi, bên đổi chỗ. Đổi chỗ. Ở lượt này ai thua là bao nước mọi người nha. Đặc điểm của một người phụ nữ. Ok. Ha, phụ nữ. Thấy chưa? Vô. Mắt. Long. Lanh. Sông. Mũi. Cao. Chán. Chán. Cao. Chán. Người ta là phần chán rộng hay sao? Chán gì? Tới em. Chán. Rộng. No. Con gái đẹp mà em ơi sao? Ở cái em chán, tự nhiên nhìn vô cái chán của người ta. Con gái mà chán nặng quá. Nào hỏi đó. Tự nhiên nhìn vô chán người ta mà người này đừng vậy rồi. Em quá trời cơ hội đó, anh có một cái à. Mấy người nói tôi giờ vô cái ghế này là thấy ghế nóng liền. Đúng rồi. Không phải đâu. Nhưng mày rậm lắm. Không phải do là cái chỉ số IQ thôi. Chứ bây giờ bên đây đổi ai đi đầu cũng được, thấy không? Đâu lại rồi. Đề khác anh ơi. Đi đề khác chứ. Rồi ok. Món ăn ngon vì đâu? Mùi. Thơm. Đầu. Cái gì? Đầu. Bếp. Giỏi. Đúng rồi. Nguyên liệu. Tốt. Nguyên liệu tươi chứ. Kệ. Giá. Thành. Rẻ. Xào. Xào. Gì xào? Xào. Chính tới. Xào. Khoan khoan, em xin lỗi nhưng mà em có thể chửi được không? Được. Biết nhắc em cái gì không? Xào chưa tới. Xào chính tới. Ồ, tại vì em kêu cách chế biến. Excuse me, người ta nói món ăn ngon vị. Món ăn ngon chứ tôi đâu nói là bún xào hay là thịt xào gì đâu. Món ăn ngon là vì đâu? Là vì xào chưa tới. Nói gì thì nói, đội mình vẫn thắng. Nồng nhiệt xin chúc mừng.
em á, nhắc mày á, mà chế biến là xào đâu quá hả? Trang trí đẹp cái vị món ăn nè, màu sắc đẹp nè. Hai đội chúng ta sẽ có 4 cặp chơi, dĩ nhiên đội mình sẽ có một người chơi 2 lần. Trời ơi, nhanh tay nhanh trí những câu hỏi đời thường, 3 x 5 x 7 + 2 làm sao trả lời được. 3 x 5 = 35 3 x 5 = 35 Phát hiện rồi đó. Bây giờ hãy chọn đối thủ đi ạ. Gin để ra đấu với bộ. Tôi và Trương Thế Vinh. Tôi và Thiên Ngân. Lựa thêm một người để đấu với lại Lan Ngọc. Dạ, em với Puka. Mời cặp đầu tiên. Câu hỏi đầu tiên liên quan tới toán học. Trời ơi. Lớp học của Ngọc có 35 học sinh. Tại đây hiểu chưa? Đã hiểu. Quá dễ đúng không? Trong đó có 20 học sinh nữ. Hiểu chưa? Hiểu. Nhưng ngày hôm nay có 2 bạn xin nghỉ, 3 bạn đang ngồi ăn sáng trước cổng, 5 bạn mới bắt đầu vắt miếng chanh và trụng miếng rau. Hỏi lớp của Ngọc có bao nhiêu học sinh nam? Mời Luật. 15 nam. Quá tuyệt vời. Giỏi quá anh Luật ơi. Có ăn cỡ nào, có đi trẻ cỡ nào thì lớp vẫn có 15 nam thôi. Câu tiếp theo. Không kể đến các bạn xin phép vắng thì sĩ số lớp là bao nhiêu? Luật. 35. Yeah. 35. Sĩ số lớp là 35 đúng rồi mà. Sĩ số là lớp là hiện tại. Đúng vậy. Câu tiếp theo. Đây là câu đố chữ. Thúy Ngân hỏi Trương Thúy Vinh muốn ăn cơm gì. Vinh liền trả lời cho anh ăn cơm Thái nha. Hỏi sao Ngân lại mắc cỡ. Cơm Thái là cái thơm. Hay lắm trai ơi. Anh Vinh tập trung đi. Hôm nay gió to, ngoài đường bụi bay mù mịt, nhưng tại sao Tiến Luật chạy xe lại không dính bụi? Trời, Tiến Luật đi xe hơi. Tại vì tôi đi xe ô tô. Nhắc, Lan Ngọc đã nhắc rồi. Là chị đang giúp hay là hại đồng đội mình? Đâu là tụi em là cùng nói với nhau luôn á. Em với anh Luật là kiểu đồng cái gì? Không có đồng giao, gì. Giao cách cảm gì đó. Chị nói trước xa đó. Cả anh Luật biết luôn. Cái câu này nó vô cùng đơn giản. Luật rất biết. Quá đơn giản luôn á. Nhưng mà do đồng đội mình phá hoại nên mình đã bị gián chưởng. Em bớt bóp đồng đội lại. Khi nào 1 cộng 1 bằng 1 mà không phải là một phép tính sai? Em biết, lấy thực tế bản thân mình ra thôi. À, tiếp lấy bản thân của chị già ra là được. Dễ mà. Mời. Khi người mẹ mang thai. Chính xác. Đáng ghê luôn á. Anh ơi, để cho em hỏi, nếu như mà mình trả lời là 1 cái tròng mắt kiến + 1 tròng mắt kiến thành 1 cái mắt kiến có được không? Được luôn. 1 chiếc dép + 1 chiếc dép thành 1 đôi dép được luôn. 1 cái ống quần + 1 cái ống quần là 1 cái quần. Được luôn. Nhiều đáp án lắm cho câu hỏi này. Chán ghê, nhắc rồi mà không lắm. Nhắc cái gì? Nói như vậy người ta mới suy nghĩ á. Không có lắm lợi. Thí dụ mình muốn nhắc mình kêu nước chảy đá mòn là biết rồi. Mòn là gì? Thì có nước trong đó là tôi biết một giọt nước rồi. Trào lưu nổi tiếng nhìn sang phải xuất phát từ bài hát của ca sĩ nào? Vinh. Vũ. Dòng người vội vàng bước qua. Thôi giờ anh. Không, chính xác. Trào lưu phải là nhìn sang trái. Đúng rồi, sang trái. Ngân khoe mẹ là Ngân chọn đáp án sai mà cô lại cho đúng. Nhưng cô giáo không sai, Ngân cũng không sai. Vậy điều gì sai? Quá dễ. Ai biết? Ủa sao ở dưới không nói chuyện đi? Thôi nhắc rồi mất công không tính sao. Mà thật sự ai biết không? Không. Trời ơi, câu này quá dễ. Em đoán thôi chứ không biết. Đoán đâu, nói ngay coi. Em đoán không sai là không nói. Chưa trả lời. Ừ, chừng nào anh phạt xong rồi nói. 4. Thôi không chắc không trả lời. Quê. 2 1. Trời. Ai biết? Đáp án phải chọn chữ sai. Đơn giản vậy thôi. Vinh là con gái, đúng hay sai? Sai. Là trả lời sai. Tại vì Vinh là con trai thì cô giáo chọn cho là đúng. Vì tính đáp án nó là chữ sai. Quá dễ. Vậy mà hai thằng không thằng nào nghĩ ra. Câu tiếp theo. Luật lánh lời lý la lý lách. Khi lớn lên Luật làm luật, lập luận lý lẽ lưu loát. Hỏi trong câu trên có bao nhiêu từ không bắt đầu bằng chữ L? Thôi bỏ đi anh Luật. Trả lời. Em trả lời Đừng. 1. Khi lớn lên. Đúng rồi, chính xác. Là chữ khi. Câu tiếp theo.
Trong bài hát này người rành nhất đó chính là tôi và Lâm Vĩ Dạ. Baby Shark. Có bao nhiêu chữ đờ? Baby Shark có bao nhiêu chữ đờ? Baby Shark. Baby Shark đu 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 đu. Có bao nhiêu? Có bao nhiêu? Có bao nhiêu? Anh Luật cũng có con mà. Rồi, 3, 2, 1 cho trợ giúp từ đồng đội. Được, anh Luật. Anh Luật dưới tay rồi, Dính. Anh Luật dưới tay rồi. Được, trả lời, 5. Không có chữ đờ. Giờ mà chữ giờ đúng rồi, hiện tại đang huề nhau. Yeah. Uê, anh có thêm một hồi nãy câu nữa. Anh Vinh dẫn trước giải quyết. Kể tên 4 tỉnh ở Việt Nam bắt đầu bằng chữ L. Vinh trước. Lâm Đồng. 1. Lào Cai. 2. Lạng Sơn. 3. 5. 4. 3. 2. 1. Lộc. Long Biên Công An. 5 giây quá lâu rồi. Luật thắng ở cặp đấu này. Câu số 1. Nhà chú bảy bườn bảy đời bán bánh bao. Đến đời chú chuyển sang bán bánh bèo, bánh xèo, đồng giá 5 cái 60. Chú bườn bề bộn buôn bán 30 năm nay, chú không bỏ bê ngày nào. Hỏi chú bườn bán mỗi cái giá bao nhiêu tiền? Mỗi cái 5.000. Mỗi cái 5.000, quá trời quá đất. 5 cái đồng giá 60. Ủa, 30 năm nay bán 5.000 một cái bánh bèo, bánh xèo. Hồi nào chú bán 5 cái đồng giá gì đó. 5 cái đồng giá 60. Đúng rồi, Tí Lực đang nói đúng á. Thì 60 chia 5 là 3. Không 5, thấy không, không 5. 60 chia 5. 60 chia 5 là chiêu, Lan Ngọc. 10, 12. Đúng rồi. Thấy đề nghị có câu đố toán học đi à. Câu hỏi này đố tên bài hát. Cặp đôi yêu nhau dẫn ra biển thường hát bài gì? Quá dễ. Biển Tình. Quá chính xác. Hoặc là bài Tình Em Đại Dương cũng được. Loài hoa nào đến từ tương lai? Dễ mà. Dạ. Dạ. Hoa mai à? Mai tiếng Anh là tomorrow. Đúng. quá dữ. Mai gì không bao giờ nở? Mai mốt. Ai muộn em nói chữ mai mốt vậy? Chị tìm đáp án phan khác đi. Mai giả. Hoa mai giả. Hả? Đúng rồi, hoa mai giả, hoa mai nhựa. Hoa mai nhựa. Mai một được không chị ơi? Mai một. Lan Ngọc chị chính xác nó là mai mốt. Mai mốt nếu không thì mai này hay là gì đó. Tự nhiên chị mai giả. Ủa anh ơi, mai bông mai giả, bông giả đâu có nở đâu. Mai mốt nó không nở đó. Thì sao gọi là hoa mai? Thì nó là hoa mai nhưng mà nó đâu có nở. Nó nở rồi đó, người ta làm cho nó nở bằng công nghệ giả đó. Đúng rồi. Anh ơi, có mấy cái hoa mai bằng nụ đó. Thì vẫn có hoa mai giả nữa. Nhưng mà mai mốt là không bao giờ nở. Tôi đề nghị là ban tổ chức cho thêm cây súng ở đây để bắn Lan Ngọc đi. Nè, cái đối với Lan Ngọc nè. Nhìn Ngọc dạo này có hơi yếu và thiếu sắc. Vì sao? Đố chữ nha. Hơi yếu và thiếu sắc là yêu. Ôi dạ. Tại sao em để cho Ngân lớn lướt như vậy? Kỳ đó. Đây là câu đố chữ ha. Mèo biết nhiều cách thức giải quyết những vấn đề thường ngày trong cuộc sống gọi là gì? Mưu mẹo là chữ gì thôi. Chữ mẹo mới đúng. Chữ hả chị? Chữ mẹo mới đúng. Chữ mưu mẹo là không đúng. Ở đây ta đưa tay ta trả lời mà. Nhưng mà mưu mẹo là không đúng. Phải là chữ mẹo thôi. Thì từ từ chờ ban tổ chức công bố chứ. Gì căng thẳng vậy? Yeah. Mẹo vặt. Đúng rồi, chính xác. Câu nói dân gian nào nói về vận may rủi trong thi cử? Trời ơi. Dễ mà. Học tài thi phận. Chính xác. Dễ mà. Câu này biết ha. Câu này là một câu hỏi đối với chữ và có nhiều đáp án. Kể tên loại lá không mọc trên cây. Giơ tay gì vậy? Lá trắng. Không liên quan tới lá. Lá số. Lá số, lá phổi, lá gan, lá lách. Đối chữ ha. Con gì đội nón sẽ già ngay lập tức? Con ong. Con ong đội nón thành ong. Ong. Hay quá à ta. Giỏi. Đố chữ tiếp theo. Con gì đội nón là thành đất
Con thỏ. Con thỏ để nó thành thổ. Hai bên đang huề nhau rồi. Hay quá vợ ơi. Hay quá vợ ơi. Knock out vợ ơi. Bây giờ chúng ta còn một câu cuối cùng để gọi là phân thắng bại. Loại măng nào không mọc từ cây tre, cây trúc mà ăn rất là ngon? Loại năm tôi mang măng cục, măng cục, măng cục, măng cục. Cái gì giỏi quá vậy, trời ơi, đúng là ôi. Cái này là người ta nói là ông uống bà khen đấy. Như thế phấn chấn hẳn ra đây à. Như vậy là đội mình thắng hai lượt liên tiếp. Hai ngày một đêm, trăm ngàn khoảnh khắc xem độc quyền và sớm nhất trên ứng dụng Vion. Sẵn sàng chưa? Ủa, tôi đeo cái này chủ vô đề gì vậy anh? Thôi đừng có hỏi tôi. Thua thì thua tới nơi rồi. Trời đông gió lạnh lẽo, lò sưởi nhà Gin bị hư nên Gin qua nhà Buka xin sưởi ké và hứa với Buka một điều, đó là điều gì? Là chữ gì? Đâu sưởi ké hẻ cưới. Sưởi ké, sưởi ké, sẽ cưới. Người ta giơ tay, cái này không giơ tay. Ủa sao phải giơ tay? Ủa phải giơ tay nữa hả? Phải giơ tay mới nói. Ủa quên vụ giơ tay. Cái gì vậy Xin? Chà, cái này là đối chữ mà. Là về phần chữ nha, mình phải hình dung về cái hình cái chữ nha. Buka nói không mà chẳng có đầu có đuôi thì muốn Gin Tuấn Kiệt làm điều gì? Trời ơi, gái tôi hay quá. Em giơ mà không nhìn em nè. Gin cũng biết nhưng mà tại vì giơ tay chậm hơn thôi. Khi mà muốn giơ tay đừng có giơ tay như vậy. Giang không thấy vậy nè. Đúng rồi, chỉ vô mặt anh Giang. Anh Giang như vậy. Con gì có nặng thì ngon, là con vật á. Mất nặng thì bỏ xuống sông chở người. Mất nặng thì bỏ xuống sông. Rồi Buka, Buka đi giơ tay trước rồi. Con cá. Năm. Mất 4. Sai rồi đó. Con 3. Ê. Ê, con gì ai gặp hàng, ăn hàng. Chị biết không? Con ghẹ. Chính xác. Ca gì có thủy đi kèm? Ca nước. Chết. Ca nước. Ca nước. Ca nước. Ca nước. Ôi, quên dụng vô tay hoài luôn. Ca gì nghe tới sợ rằng đứt tay? Ca dao. Trời, bu cũng ghê lắm á, chị cẩn thận. Ừ, bu giỏi mấy cái này. Loài cây nào có cả ông và bà? Cây. Giơ tay rồi trả lời. Cây má ba tí thôi. Cây gì có ông với bà? Cây trầu cao. Hết giờ. Ủa, cây trầu đúng rồi đó. Cây trầu gì? Đúng rồi. Cây gì? Ông trầu bà đó. Đúng rồi, cây trầu bà. Bộ phận cơ thể nào dùng để trồng cây? Quá dễ, giơ tay trả lời. Xuống chậu. Chính xác. Giỏi vậy. Ngân gì ai cũng thích. Trời ơi. Ngân lượng. Jin ơi, Jin nhường hay sao Jin? Không giơ tay luôn. Ủa giờ mà bị chậm hơn. Bình thường tay chân em lẹ lắm. Con gì nhút nhát nhất? Này bình thường mà. Con gì nhút nhát nhất? Ủa, con gì con tim? Đố chữ hay đố bình thường? Đó thì đó. Đố chữ hay bình thường thì đó. Gì đó. Con thỏ. Con thỏ đúng rồi. Nó là nhát như thỏ đế đó. Nhát như thỏ đế. Như vậy là Buka thắng cũng không cách biệt gì mấy. 8 và 2. Yeah. Trời ơi. Có một câu mấy câu là yeah. Ai muốn kịp giơ tay thôi. Rồi. Con gì mà nhát? Người ta nói con thỏ đế đúng rồi đúng không? Con tim thôi. Tại sao con tim nhát? Trái tim ngục tù. Đây. Lên đây. Đồng đội của tôi. Lượt này nếu Buka thắng Lan Ngọc thì tỷ số ở trò chơi này là hề hai đều. Còn nếu mình thắng là mình thắng ở trò chơi này. Rồi câu hỏi đầu tiên rất xui cho Buka là ở lượt câu hỏi này là lợi thế dành cho Lan Ngọc. Trời ơi, ghê vậy. Toán anh. Từ con số 9 đến con số 15 có bao nhiêu số? Có hai chữ số. Mời. 6 số. 7 số. 6 số. Ôi, 11, 12, 13, 14, 15. Ừ. Vậy ông đếm số 10 hả?
7 số 09 đó là 2 số. Hãy kể tên hai hình thức lấy độc thì độc trong y học. Chị Ngọc Vinh. Ai trước? Bu. Bắt đầu em định rồi. Ngân xác định là em trước rồi. Chị Ngọc Vinh. Cái gì lấy độc rắn chị? Đúng rồi Bu. Đó, hai hình thức mà. Mới có một mà. Bắn rồi thì tôi. Thôi cái gì mà chạy không biết được. Đó vaccine đó. Vaccine sao? Là lấy cái con virus đó đó tiêm vô người. Đúng rồi. Rồi, bắn chính xác. Cái này là hay nè, cái này là khen. Trong gia đình của Trương Thế Vinh có chú hai dì ba, chú ba dì hai. Vậy ai là con của ông nội? Ủa, đúng rồi hả? Đúng rồi. Năm. Ba người là con ông nội hết á. Có hai chú hai với chú ba. Trong gia đình Vinh có chú hai dì ba và chú ba dì hai. Ai là con của ông nội? Chú hai chú ba. Chú hai chú ba. Đúng rồi, chỉ có chú hai, ông chú nội hai. Thôi. Do với đồng đội em cứ chú ba mà ba ở đâu nè. Đừng lên hết đừng có nói chuyện. Anh đi, anh là đồng đội mình phân công. Em á. Chứ em đã biết rồi là còn chú ba. Anh nói vậy gì để cho em hiểu chứ. Nói ủng nhưng mà quan trọng là chú ba ở đâu. Hiểu chưa? Anh nhấn từ chú hiểu chưa? Anh nhấn như đó mà. Ừ. Câu sau đây, nếu hai bạn không có đáp án trong vòng 2 giây, 3 giây gì đó, cho phép đồng đội hỗ trợ luôn. Riêng câu này. Khó hả? Và đồng đội thì chỉ lựa một người thôi, bên đây lựa ai? Câu hỏi về gì ạ? Huyết thống. Em lựa chị Lâm Vĩ Dạ, anh Vinh đang không sáng suốt ạ. Dạ. Ở đây là đang bộ lắm. Không? Anh lượt huyết thống. Tôi về huyết thống tôi dở lắm. Rồi, bên đây tiếp lực. Rồi, bên đây Lâm Vĩ Dạ và tiếp lực. Hãy lắng nghe câu hỏi. Bố của mẹ, bên nội hay bên ngoại? Bố của mẹ. Bên đây mẹ. Ngoại. Chính xác. Trời ơi, anh lượt chơi mà. Bên đây trước. Hả? Bên đây trước. Bố của mẹ của bố của mẹ. Khi nào cái này không được mới tới cái này mà. Bố ngoại á. Nói chung á là đơn giản thôi. Của mẹ là bên ngoại rồi. Mẹ là ngoại hết. Câu tiếp theo. Câu này có được trợ giúp không? Được luôn. Tôi đứng sẵn đây luôn nè. Bây giờ chơi lớn không? Riêng câu này hai bạn trên này á thích là giơ tay thôi. Tiết Luật ở dưới trả lời cho bên đây và Lâm Dạ trả lời cho bên đây. Ok. Chơi. Khi nào nhanh nói hết là mình giơ tay nha. Ok. Còn giơ tay trước là coi như là thuộc quyền. Ok. Giơ tay trước mà chưa hết câu là người ta sẽ được quyền nha. Ok. Dạ chuẩn bị nha. Huyền Nương. Cái gì? Huyền hờ u i e n ương hờ u hiên hờ huyền n ư ơ ư n ương nương huyền nương huyền nương huyền nương đó khó vậy huyền nương. Câu này tôi cũng không biết vậy thì đưa đáp án đem coi cho thầy. Ơi người dưới trả lời mà. Huyền nương là tên gọi theo sự tích của loại trái cây nào? Rồi xong. A dứa, B bưởi, C thanh long. Hết. Dạ trả lời. Dứa. Chính xác. Đúng rồi. Anh Lượt. Đơn giản là loại trừ thôi. Huyền nương là sao loại trừ vậy? Dứa. Loại đúng trừ rồi. Hai cái đáp án còn lại. Thanh long là gì? Thanh long người ta chưa bao giờ gọi là huyền nương. Mình chỉ biết đầu vậy thôi. Bưởi cũng chưa bao giờ gọi. Chỉ có dứa. Câu này cho hai bạn tự trả lời. Vậy trái dứa ghép từ tên hai quả nào trong tiếng Anh? Ghép từ tên quả nào trong tiếng Anh hả? Chứ hai quả nào? Melon. Quả tôm. Hai một. Cái gì đó, gì apple gì đó. Pineapple đúng rồi. Cái gì? I have a pie gì đó. Apple. Bây giờ xong rồi trả lời đi. Pineapple với lại apple là ra trái dứa đúng không? Là hai trái gì đúng không anh? Là trái pineapple. Trái táo. Cây thông và trái táo. Trái em giỏi tiếng Anh hơn anh đúng chưa? Em giỏi hơn anh, em luôn chỉ anh, em luôn bắt bẻ anh tiếng Anh. Thì tại sao khi nói về câu tiếng Anh đó, anh là người chỉ không, em? Em trái dứa em quên mất tiêu. Chứ em ngoài trái dứa là em nhớ tới trái gì? Hả, Mày gì nói vậy? Ừ, cứ watermelon hoài à. Giả thuyết rằng Dạ, Ngọc, Ngân bằng tuổi nhau 5 năm trước, tổng số tuổi của ba bạn là 21. Vậy tổng số tuổi của ba người hiện tại là bao nhiêu? Chị Ngọc. Giơ tay. Rồi, mời. 36. Chính xác. 5 năm trước ba người là 24, nghĩa là 7 lần 3 21. Đúng 5, rồi. 5 năm sau là bao nhiêu? 7 là 12, 12 nhân 3 ra bao nhiêu? Ngọc nghếch. Ngọc thường thức khuya vì người Ngọc thầm thương. Hỏi đôi mắt của Ngọc thường trông như thế nào? Ngọc giơ tay trước câu hỏi luôn á, chưa đọc đúng xong. Đúng rồi, giơ tay trước câu hỏi tôi chưa đọc xong. Ủa, chú Duyên thế nào mới được chưa? Mọi lần cũng vậy mà. Ok, cho tao trả lời cái đi. Ủa?
thường thâm. Ăn gian mà tự hào quá. Gian mà tự hào vậy. Trời ơi kìa. Bà làm như bà vừa mới là đạt được cái lục viên nét hay gì. Mẹ đi chợ mua một con cá với giá tiền. Khoan chết. Bây giờ là bộ này là tính toán hay sao? Mẹ đi chợ mua một con cá với giá bằng tờ tiền có mệnh giá cao thứ 5 tại Việt Nam. Hả? Thứ 5? Mẹ đưa tờ tiền có mệnh giá cao thứ 4 cho người bán, hỏi người bán thối lại cho mẹ bao nhiêu tiền? Luật. Thôi tôi trả lời được không? Được luôn. 30. Sai nha. Anh Luật hình như là 10.000 hay gì mà 200, 200 là tờ tiền mệnh giá lớn thứ 5. Tờ tiền thứ 4 là 50. Đưa cái 20 và thối lại 30, đúng rồi. Tiến Luật trả lời chính xác. Câu này là vì Tiến Luật thích trả lời cho nên mình không giao trước kèo, cho nên cái này trả lời vui thôi. Nhưng mà rất khen Tiến Luật tính rất là nhanh luôn. Câu tiếp theo. Ví Ngọc như một con cá. Khi yêu, Ngọc không được buông lơi. Vì sao? Vì Ngọc sẽ bơi luôn. Đúng rồi. Hay quá Buga. Hay quá Buga. Lợi hại, lợi hại. Không sao chị Ngọc, còn một câu nữa cá. Làm sao Ngọc suy nghĩ được? Phải biết Ngọc như một cái con khác đi. Ở đây tưởng tượng là con cá. Con gì? Con gì? Con gì thì mọi người tự nghĩ ra đi. Câu tiếp theo, câu cuối cùng. Trong 12 con giáp có bao nhiêu con bốn chân? Đầu tiên 5 con sửu, 4 dần, 3 mèo, 2 thiên, 1 mấy con? 4 con. 4 con mà đưa 5 ngay. Ủa, có gì vậy, bỏ con tí vậy, con tí. Đầu tiên mà kêu là con sửu là tôi thấy rồi, ăn mày rồi. Con tí, con tí. Con bỏ đó, em để ở đó là 2 con thôi, đúng không ta? Đây, bỏ con tí, con dầu con tí. Mười con đúng không? Thình nè. Mùi. Thôi. Thì bỏ ra 2 con. 10 con. 8 con. 10 con. Chưa ra con rắn lại chưa nè. Gà. Con gà. Con gà ăn rắn, đúng rồi. Ở trên sóng truyền hình là rất nhiều em nhỏ coi, anh phải để cho em liệt kê ra cho các bé nhớ chứ. Rồi rồi tí rồi. Chiến thắng với tỷ số 7-3. Trời quá. Hai đội đang huề nhau ở trò chơi này. Đội Vinh hiện tại là đội mang tên chất xám thắng đội não bộ. Cái tập này em chơi cũng thua.